Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu liên tục tăng cao và cộng với nhiều nguyên nhân khác như thiếu nhân lực, nguồn lợi thủy sản suy giảm, hàng trăm tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phải nằm bờ. Đến nay đang vào mùa cá nam nhưng nhiều tàu cá vẫn không ra khơi vì sợ thua lỗ. Theo thông lệ, từ tháng 4 đến tháng 10 là thời điểm ngư dân tranh thủ khai thác vụ cá nam. Vậy mà hiện tại, cả trăm tàu cá ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu vẫn còn nằm bờ ở cảng cá Lộc An, huyện Đất Đỏ. Theo tính toán của ngư dân, từ đầu năm 2019 đến nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương đã có 9 đợt điều chỉnh giá xăng dầu. Ngoài 4 đợt giữ nguyên giá thì có đến 4 đợt tăng giá, trong đó từ tháng 3 đến nay tăng 3 lần liên tiếp. Giá xăng dầu tăng kéo theo các phí tổn khác như nước đá, nhu yếu phẩm cũng tăng theo. Hiện tại bình quân một chuyến biển 20 ngày, chi phí cho một tàu cá đội lên 30% so với trước. Nó phải là tổn phí mà hồi xưa ví dụ 200 triệu đi, bây giờ nó là 250 triệu, đó là rất là cái non dạ cho đó. Tính ngàn cuốc biển em đi nó 3.000 mấy 4.000 dầu, tính hiện giờ dầu giá 17 mấy này chỉ tính là chỉ biết thôi. Nó còn đồ khô đồ tổng các thứ gì nó cũng lên hết, làm đâu có lợi đâu. Theo thống kê từ các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, toàn tỉnh có khoảng 3.200 tàu đánh bắt xa bờ, thì hiện đến 40% tàu nằm bờ, chủ yếu là các phương tiện hành nghề lưới kéo. Trước nó còn giá nó còn bình làm được, bây giờ dầu lên quá thì tử ra người ta cũng ngại cái vấn đề đi đánh bắt. Trước những khó khăn trong đánh bắt thủy sản, ngư dân kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có chính sách bình ổn giá dầu để hỗ trợ ngư dân vươn khơi. Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản cũng khuyến cáo bà con cải hoán hình thức đánh bắt, vừa giảm chi phí nhiên liệu và tránh đánh bắt tận diệt để hướng đến ngành khai thác thủy sản bền vững.